Ông Putin nói phạm nhân tử trận ở Ukraine đã lập công chuộc tội. Tổng thống Nga Putin tuyên bố những phạm nhân Nga không qua khỏi trong xung đột với Ukraine đã lập công chuộc tội. Tất cả chúng ta đều là con người và có thể phạm phải sai lầm. Họ cũng từng phạm phải nhiều sai lầm, nhưng đã hy sinh tính mạng cho Tổ quốc và lập công chuộc tội. Tổng thống Vladimir Putin ngày 29 tháng 9 trong cuộc gặp với các quân nhân từng tham chiến gần làng Urohainoi, tỉnh Donetsk. Ông Putin khẳng định Nga sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ những thân nhân của những tù nhân đã tử trận trong xung đột với Ukraine. Tổng thống Nga ngay sau đó đã cùng các quân nhân dành một phút mặc niệm dành cho những phạm nhân đã tử trận. Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner từng tuyển bộ hàng chục nghìn tù nhân Nga vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Những tù nhân này sẽ tham gia chiến dịch của Nga nhằm vào Ukraine để được ân xá sau khi hoàn thành hợp đồng 6 tháng. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng các đơn vị với phạm nhân Nga đóng vai trò không nhỏ trong nỗ lực duy trì sức chiến đấu cho Wagner. Suốt thời gian giao tranh với Ukraine, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm bao vây thành phố Bakhmut. Đầu tháng 1, Wagner thông báo nhóm tù nhân đầu tiên phục vụ ở chiến trường với tư cách tình nguyện viên đã hoàn tất hợp đồng 6 tháng và được ân xá theo đúng cam kết. Tuy nhiên, Wagner kết thúc tuyển mộ tù nhân kết thúc vào tháng 2. Đến tháng 5, lãnh đạo Wagner khi đó là Zakhany Prigozhin tiết lộ khoảng 10.000 tù nhân chiến đấu cho Wagner ở chiến trường Ukraine đã không qua khỏi, tương đương với 1 phần 5 quân số tuyển mộ từ các nhà tù. Nga bác tối hậu thư nêu điều kiện đàm phán với Ukraine Quan chức Nga tuyên bố Moscow coi trọng sáng kiến của các nước khác trong việc giải quyết vấn đề Ukraine, nhưng lập trường của Kiev chính là vật cản. Một loạt các quốc gia Trung Quốc, các nước Trung Đông và các nước Châu Phi đã đưa ra sáng kiến tương tự để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi rất coi trọng những đề xuất này. Chúng tôi thấy rằng mong muốn của các quốc gia này đóng vai trò tích cực trong tiến trình chính trị Ông Gennady Gatilov, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trên kênh truyền hình Rostia 24 ngày 29 tháng 9. Thật không may, mọi thứ đều bị cản trở bởi lập trường của Ukraine và lập trường của Tổng thống nước này. Volodymyr Zelensky, người đã ban hành xác lệnh cấm mọi cuộc đàm phán chính trị với Nga về tình hình ở Ukraine, ông Gatilov cho biết. Nhà ngoại giao Nga cho rằng việc này thực hiện theo chỉ dẫn của các nhà bảo trợ phương Tây ông cũng nhắc lại rằng các cuộc đàm phán giữa phái đoàn nga và ukraine bắt đầu ở istanbul từ hai năm trước và một nền tảng nhất định đã được đặt ra nhưng sau đó phái đoàn ukraine đã rời khỏi các cuộc đàm phán và không tham gia vào quá trình tiếp theo nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột chừng nào phía ukraine vẫn giữ lập trường như vậy và chừng nào họ vẫn tuyên bố sẽ chỉ đàm phán dựa trên công thức của ông zelensky vốn không khác gì một tối hậu thư thì sẽ không có cơ hội để tiến hành các cuộc đàm phán mang tính chất xây dựng ông Gatilov tuyên bố. Trước đó, ông Gatilov hồi tháng 7 khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh triển vọng này hiện rất mong manh do lập trường của Kiev và các đồng minh phương Tây. Phía Ukraine phải ngừng các hành động thù địch và ngồi xuống đàm phán, đồng thời phương Tây phải ngừng bơm vũ khí cho Ukraine và gửi lính đánh thuê tới đó, ông Gatilov nói vào tháng 10 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một xác lệnh tuyên bố triển vọng tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Putin là không thể. Xác lệnh được đưa ra trong bối cảnh Nga tiến hành sát nhập bốn vùng lãnh thổ tại Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Tổng thống Putin đầu tháng này khẳng định Nga luôn sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết Nga không nhận được đề xuất nào về sáng kiến hòa bình mới liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố chiến dịch quân sự chỉ chấm dứt khi Ukraine chấp nhận thực tế lãnh thổ mới, nghĩa là công nhận các vùng lãnh thổ đã sát nhập vào Nga. Trong khi đó, Kiev tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Moscow rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo đường biên giới được công nhận vào năm 1991. Chính quyền Tổng thống Zelensky nhấn mạnh mọi kế hoạch hòa bình phải dựa trên nền tảng kế hoạch 10 điểm mà ông đưa ra hồi cuối năm ngoái. Trả lời câu hỏi về khả năng chấm dứt chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Putin hôm 12 tháng 9 nói rằng Nga không thể ngừng chiến sự nếu Ukraine tiếp tục phản công. Ông Putin tuyên bố Ukraine sẽ phải hủy bỏ xác lệnh loại trừ các cuộc đàm phán với Nga nếu muốn có bất kỳ triển vọng đàm phán nào nhằm chấm dứt chiến tranh. Ukraine gửi thông điệp cứng rắn tới phương Tây Quan chức Ukraine phản nàn rằng phương Tây hiện không có một bức tranh rõ ràng về việc xung đột Ukraine sẽ kết thúc như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 29 tháng 9, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Alexei Danilov nói rằng Mỹ và các đồng minh nhiều lần tuyên bố sẽ sát cánh cùng Kiev đến chừng nào cần thiết. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine cho biết, các nước phương Tây ủng hộ Kiev chưa bao giờ xác định việc sắt cánh đó sẽ diễn ra cho đến khi Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Không ai có thể trả lời rõ ràng chiến thắng của chúng tôi có ý nghĩa gì. Họ nói về chúng tôi rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn cho đến khi, và tôi chưa bao giờ nghe họ nói từ chiến thắng. Họ chỉ nói là cho đến khi các bạn chọn tự đưa ra quyết định, ông Danilov nói." Theo ông Danilov, Kiev cần biết liệu phương Tây có sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nước này chiến thắng trong cuộc xung đột không, hay sự ủng hộ của họ sẽ dừng lại sau khoảng thời gian nhất định. Bình luận của người đứng đầu cơ quan an ninh được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Matchesko thừa nhận. Số quốc gia sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Kiev ngày càng ít đi và có rất nhiều câu hỏi về việc liệu người nộp thuế ở các quốc gia đó có sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho chúng tôi bao nhiêu. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Nhà Trắng George Skibay tuyên bố, Lâu năm góc chỉ có thể hỗ trợ Kiev trong vài tuần nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật viện trợ mới. Phát biểu của ông Kirby được đưa ra sau khi một số nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa phản đối yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về việc cấp thêm 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Và đồng thời đe dọa đóng cửa chính phủ trừ khi quỹ dành cho Kiev bị loại khỏi dự luật viện trợ mới nhất của chính phủ. Tuy nhiên, Hạ viện Mỹ đã tìm cách phê duyệt khoản viện trợ mới trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine hôm 28 tháng 9, dù hơn một nửa thành viên Đảng Cộng hòa phản đối động thái này. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 20 tháng 9 đã bất ngờ tuyên bố nước này sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine để tập trung trang bị cho quân đội của mình. Cho đến gần đây, Ba Lan vẫn là một trong những đồng minh ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất và cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí như xe tăng T72 Leopard, xe bọc thép, máy bay chiến đấu, lựu pháo, đạn dược. Đầu tháng này, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Economist rằng ông cảm nhận được sự ủng hộ ngày càng giảm từ các nhà lãnh đạo phương Tây. Ông cảnh báo việc các nước không ủng hộ Ukraine đồng nghĩa với việc đứng về phía Nga. Nhà lãnh đạo Ukraina cũng cảnh báo các chính phủ phương Tây rằng họ có thể thua trong cuộc bầu cử và gặp rắc rối từ những người tị nạn Ukraina nếu không tiếp tục hỗ trợ Kyiv. Bất cứ gián đoạn nào trong hoạt động viện trợ của Mỹ dành cho Ukraina sẽ gây bất lợi cho Kyiv ở thời điểm quân đội nước này đang nỗ lực phản công. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraina nổ ra vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã rót viện trợ quân sự đáng kể cho chính quyền Kyiv. Mỹ cho đến nay vẫn là nước viện trợ nhiều nhất.